Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này ta sai các con như con chiên ở dưới sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thờ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chiết các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không đón tiếp các con, thì hãy ra giữa phố chợ và nói: cả đến bùn đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta bảo các con, ngày ấy thành Sô-rô-ma sẽ được xử khoan nhân hơn, sẽ được xử khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về rất vui mừng và nói rằng: thưa thầy, nhân danh thầy thì ma cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: ta đã thấy Sa-tan từ trời xa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bỏ cả mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì những thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa. Nếu ông bà thấy con cái ở trong túp lều không xứng, không tiện nghi lắm, muốn xây một căn nhà đẹp hơn, và khi xây muốn con cái mỗi người một tay giúp hoàn thành công việc, nhưng có đứa thì ngoan, sẵn sàng chuyển gạch, xúc đất, xúc cát, còn có đứa thì cứ mãi chơi, không lo, không quan tâm đến công việc của gia đình. Thế thì ông bà thấy đứa nào đáng quý hơn? Bố mẹ bảo sai nó làm ra kia nó đi, còn đi dâu cuối cùng đứa về ăn ngủ trong nhà mà chẳng làm gì cả. Lấy ra nếu người con ngoan, có tinh thần, người xã hội nói hiệp hành hay đồng hành gia đình, cảm thông vất vả cha mẹ, công tác cha mẹ, xây dựng gia đình mình cũng chính là nhà của mình. Nếu nhà đẹp, nhà cao cửa rộng, người ta ca tụng thì gia đình mình được tiếng, mình cũng được vui thêm trong cái hoàn cảnh đó. Tại sao mình không biết góp tay một chút, chung sức một chút xây dựng gia đình chúng ta, gia đình chúng ta tốt hơn? Chúa Giêsu đến trần gian để xây dựng nước Thiên Chúa, và Ngài muốn kêu gọi tất cả mọi người gia nhập nước đó để họ được hạnh phúc, được cứu độ. Và chúng ta, những người theo Chúa Giêsu, cùng đang đi trên đường về nước trời, trên con đường cứu độ. Chúng ta những
lo cho mình đi đúng đường về tới đất xuống, mà còn lo cho anh em xung đồng hành chúng ta trên đường đi đó, nâng đỡ nhau, phục vụ nhau. Và cả anh em chưa vào con đường đó đang ngồi bên quán bên đường để nhau để chơi, để lo trên thế gian, không chịu đồng hành chúng ta trên đường với trời. Thế thì Chúa mời gọi chúng ta công tác Chúa đi. Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ, tất cả mọi người được về trời. Chúa nhờ chúng ta kêu mọi người đó sức người tin, chúng ta có tham gia vào công việc của Chúa không? Hay việc Chúa đã làm, việc người khác đã làm, còn tôi không muốn nhúng tay vào, như đứa con hư vậy. Nếu người bố người mẹ không thích đứa con như vậy thì Chúa thích chúng ta đứng ngoài cuộc không? Trước đây Chúa sai 12 tông đồ và cứ sai từng hai người một, và cảm thấy nhu cầu lớn quá, từng nó chưa đủ. Như vậy mới chỉ có 6 tốt thôi, mỗi tốt 2 người đi, mãi tông đồ. Lần này có thể ít quá phải tăng cường thêm gấp 12 lần cái nhóm trước, tức là 72 người. Và 72 đây có một con số mà Trung Quốc trong chương thứ 10 sẽ không sáng thế. Nói về con cái ông Noe sau đục thì cũng có 12 người con cháu Noe. Và khi con cháu Noe phạm tội, tức là quyết tâm xây cái tháp để sau này Chúa khỏi lo Chúa phạt, không lụt đôi nữa, cho Chúa mới cho con cháu Noe bị thân xé bằng cách ngôn ngữ bất đồng, sinh ra 72 thứ tiếng, đi tản mát khắp nơi trên trái đất này. Như vậy số 72 đây cũng là con số tất cả dân tộc thời đó. Cho anh tin mừng Chúa mới không phải sai trong đồ mà thôi, mà cả mọi người trên khắp thế giới này tham gia vào. Và lịch sử hội chúng ta thấy nhiều khi không phải mấy ông đồ lập giáo hội địa phương chỗ nào đến kia đây, mà chính là các vấn đề là sáng xuyên. Ở xã bán chúng ta đấy cũng thế, đâu phải cha nào giám mục nào tới lập giáo xứ đây đưa anh em về đây đâu, mà chính anh em về đây sống ở đây rồi quy tụ lại lập thành giáo họ, rồi lúc đó giáo quyền mới cho người tới tổ chức sắp xếp trông coi để phát triển. Chúa cần những giáo dân thế, đi mọi nơi lập công đoàn, quy tụ lẫn nhau lập thành giáo họ, thành giáo xứ. Và Chúa chọn 72 môn đệ làm như thế, là giáo dân công tác Chúa làm công việc này. Chúa đầu lấy Chúa nói, Chúa nói luôn chín đầy đầu tôi cảm biết anh em xin chủ ruột sai thân thật. Vậy nếu Chúa sai mình đi, mình từ chối, vậy Chúa đừng sai con, sai thằng bên cạnh, sai đứa nó kia, con không chịu. Bố sai vương thành, bảo em phát đi, con không làm đâu. Nhưng mình tránh né trách nhiệm, không muốn tham gia vào công trình của Đức của Chúa Giêsu, không muốn em mình được thành công. Mình có sứ mạng đem thành công, đem có lỗi cho người khác, là chính Chúa Giêsu đã nhờ mình, đã nói mình làm đó. Thứ hai là do mình yêu mến anh em của chúng ta, không những mình tin tưởng Chúa đâu mà thôi, mà anh ta chưa biết đi, nhưng ai dừng lại, ai không muốn tiến tới, chúng ta giúp họ vì mong muốn hiểu tốt để hạnh phúc cho họ. Cho nên tôi quyết tâm giúp anh em của mình. Các hội đoàn, các liên siêu chẳng hạn, hay các sứ, chủ đích lập ra chính là để giúp nhau nên thánh, giúp nhau tông tác nhau, xây dựng nhau để mọi người được cứu rỗi.
không phải làm hội để mình nhậu đâu, để mình chơi đâu, để cho vui đâu. Nhưng mục đích các hội, các giới đều giúp nhau vì nước trời. Gia chủ, có trách nhiệm ông giới mình. Các bạn khuyên các ông khó, các ông khuyên nhau đi, bạn bè nhau, hết cho nhau đi. Rồi hiền đâu? Bà nó không khoan ông dạy, bà nó chơi bời, đưa ông tới là như thế. Cho nên các bà giúp nhau. Đó là trách nhiệm của chúng muốn mọi người chúng ta công tác, trách nhiệm với những chuyện của mình. Và đây tôi muốn nhấn mạnh để vực làm sao làm vậy. Chúa đang sai mình, đang nhờ mình lo con cái của Chúa. Chúa đang lo con cái nhiều thứ. Mà tôi nói bài sáng công tác gia sứ, lo nhiều chuyện trong sứ, hiệp thông gia sứ. Nhưng nhiều khi chỉ hiệp thông trong công tác, trong công việc thôi, trong công tác thôi. Về xây dựng bề ngoài, còn cái quan trọng nhất của giáo xứ, trách nhiệm của giáo xứ mà tất cả mọi người công tác, nhất là ban hành giáo, đó là giúp cho mọi người trong xứ mình được cứu rỗi, được cứu rỗi. Chúng ta quan tâm đến anh em mình của tôi khi chết, tập trung cầu nguyện, đi lễ ăn táng cầu nguyện, điều đó tốt không sai, nhưng mà đủ chưa? Em nghe tôi đọc chút ra đây trong những cái cầu nguyện người chết, người chết đó là ông bà cha mẹ và tất cả mọi người, đặc biệt mọi cha mẹ đã chết trong tình thương của Chúa. Nghĩa là đang sống yêu mến Chúa, yêu thương mình, chết còn thiếu sót thì được Chúa thương tha thứ. Còn mà chết trong tình trạng mất ơn nghĩa với Chúa thì có cầu bao nhiêu cũng không được gì cả. Cho nên lúc còn sống nó còn rối cho người ta đi, đừng để chết mất cầu. Con cái tôi và cha mẹ cũng ở chỗ đó, xuống và cha mẹ theo chúng và cầu nguyện sau chết thì bổ sung lại thiếu sót mà người sống còn vướng phải thôi. Nghĩa làm sao luôn sống trong tình trạng ân nghĩa với Chúa. Cho nên nếu ta trong tình mà quan tâm với nhau, xin hạnh phúc cho nhau. Khi mà trong cầu nguyện giáo lý của hôn nhân, tôi thường nhấn mạnh và nhiều người cũng cảm thấy hơi có gì đó nhưng cha cố thì khó đặc biệt. Khi lấy người ngoại hay khi lấy người khô khăn người lý, cha cố hay cả bởi vì không quan tâm đến phần số của mình, của người yêu đó là chồng là vợ và của con cái. Nếu trong câu đó mình nhận ra câu mục đích với nhau là gì, tôi với vợ lấy chồng là gì, để thắp lửa với nhau sinh sản và giữ được con cái, cùng giúp nhau lên thành. Người vợ trao cuộc đời nó vào tay tôi cao xuống ở một mặt yêu nó đưa đến đau khổ làm sao mà gọi là yêu được. Tôi yêu con cái của tôi cuối cùng làm gương xấu, cuối cùng chẳng hướng dẫn đi theo Chúa, nó chết mất hồn, có phải yêu không? Tôi tin phúc hạnh phúc đất trời, tôi tin nó thiên đàng, tại khi yêu nó không đưa nó về cái đó, bảy thức đưa con thiên minh sướng hơn, tinh nghi mất hồn cái gì không? Còn quan tâm đến phần số của con cái, của thân của mình, vợ quan tâm đến chồng, chồng quan tâm đến vợ. Cho đừng nói cái truyền giáo sai sai đi đến nơi kia, mà cũng sáng là đến ngay trong môi trường đang sống,
tới địa bàn mình, phía mình, mình rất là nhiều số. Đó là sứ mạng, đó là trách nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta từng dừng ở Chúa Giêsu đến để sai cả tin mình, chữa đúng. Nhưng đó không phải mục đích, chứ không có đường nhắc đến lại như vậy. Mục đích Chúa Giêsu đến để cứu. Ngài sai các ông đây đi muốn để cứu, cứu trừ những tâm hồn đau khổ, những bệnh tật, trừ quỷ. Mà muốn cứu thì phải công bố tin mừng, kêu gọi ta hoán cải để họ tránh được nước trời. Nên đừng có cảm thấy mình không phải người ăn nói giỏi khi mà bảo tin mừng mà cứ nói. Nhưng Chúa muốn mình cứu rỗi, Chúa muốn anh em mình cứu rỗi. Nếu mình công tác với Chúa, lo phần đối cho mình, cho người khác, đó là đi đúng đường, đó không tác với Chúa là đấy. Niềm vui chúng ta chỗ nào, hay chúng ta chỗ nào, là xác định lại. Bài thứ nhất chúng ta thấy dân sinh, dân Do Thái. Sau 50 năm bị lưu đày, Jerusalem, thành phố của đền thờ bị phá hủy hết. Bây giờ được Đa-niu, vua Ba Tư lên nắm quyền, thắng Babylon, cho nên cho dân Do Thái trở về quê hương xứ sở để tái thiết. Isaiah thấy hiến cảnh Jerusalem sẽ được vui mừng, được bừng sáng trở lại, được tái thiết, được quy hoạch. Đó là nơi nương tựa cho con cái của xe trở về xây dựng tái thiết nước. Có cảm thấy vui mừng với bạn được xin cứu, được xin Chúa giải thoát khỏi nô lệ. Giờ có niềm vui hoan, có ca khúc Chúa bên ngoài các ca các bài hát. Chúng ta không vậy. Chúng ta chỉ tự thân hoan khi được Chúa cứu đưa trở lại Jerusalem thành đô vương quốc để chúng ta hạnh phúc được sống trong đó. Chúc mong lời hôm nay đã được chúng ta. Lẽ nhiên trong công việc cứu độ này, công tác cứu mà lúc không phải lúc nào cũng thành công đâu, sẽ có đau khổ, có thất bại, những mùa lùa cũng vậy. Nhưng mà tôi nói đây là công việc của Chúa, chưa cần mình công tác thôi. Chúa sai mình đi mình sẽ làm, kết quả là cho Chúa, nhưng sẽ có kết quả nếu đã cố gắng. Nhưng đừng vui vì thấy kết quả trước mắt được cái nào cái kia, mà vui bởi chúng ta đã nghe lời Chúa, công tác với Chúa và tên chúng ta được quy trên trời. Và thấy sau này Thánh Cha của mình cũng nói, ai làm cho người tội lỗi trở lại, không những cứu được nó mà còn bù đắp được môn tội lỗi của mình. Chúng ta được cứu độ, cứu ra lo cho nhân thân được cứu độ. Thì bây giờ sẽ nhắc nhở đến ta xem chúng ta quản đạt như đứa con ngoan trong đình của Chúa hay không. Chúa nhờ chúng ta ra đi giúp đỡ nghe để anh em được sống, mình công tác hay không. Là việc đó của đứa anh, của đứa em, con muốn công tác thì hết. Con cụ tay, con nhẹ nhàng, con sạch, không tham gia hoặc không cùng với được cái quy xu thì thật là người con đáng thương.